vừa đến Thái Lan, U23 Việt Nam bị tấn công, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cầu cứu, người hâm mộ Đông Nam Á phẫn nộ. Theo lịch thi đấu chính thức vừa được ban tổ chức thông báo, Việt Nam sẽ có trận đấu so tài với Lào vào lúc 16 giờ ngày 20 tháng 8. Trước đó, U20 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Bahrain vào ngày 15 tháng 8. Chính vì thế, thầy trò ông Tuấn cũng đã đến Thái Lan sớm. Vừa đến đất nước chủ nhà Đông Nam Á, chúng ta đã phải hứng chịu những lời tấn công từ báo chí và quan chức của Thái Lan. Sau một năm, nhà cầm quân nội khác là Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam gần như hoàn toàn mới với mục tiêu bảo vệ danh hiệu đã đạt được ở Campuchia. Và phải thừa nhận, nhiệm vụ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nặng nề hơn khi trong tay ông tập hợp rất nhiều cầu thủ trẻ với bộ khung là những cầu thủ U20 Việt Nam kết hợp với tài năng trẻ U17 Việt Nam. Trước thêm trận đấu, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã có những chia sẻ đáng chú ý. Tiểu vô chiến tại AFF Cup năm nay, nơi mà Việt Nam là đương kim vô địch, ông cũng cho rằng đội nhà sẽ đè bẹp Việt Nam. Chúng tôi là chủ nhà nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan hy vọng U23 Thái Lan sẽ trở thành nhà vô địch. Đối thủ lớn nhất của chúng tôi chắc chắn là Việt Nam. Tôi nghe nói họ mang U20 tham dự nhưng rất mạnh. Tuy nhiên U23 Thái Lan sẽ đè bẹp họ. Điều quan trọng mà FAT muốn gửi gắm đến họ là hãy thi đấu thật tốt có thể, qua đó tạo ấn tượng với người hâm mộ và cố gắng đem những gì thu được từ giải đấu nước ngoài này để có một sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch U23 châu Á diễn ra sau đó. Đánh giá về quá trình tập luyện vừa qua của thầy trò huấn luyện viên Sritaro, ông Jim Karun cho rằng các cầu thủ U23 Thái Lan đang tập luyện chăm chỉ và quyết tâm trong kỳ AFF Cup năm nay. Cần nói thêm, vị huấn luyện viên Sritaro đã cho cơ hội cho một số gương mặt mới lên tuyển. Nhiệm vụ của huấn luyện viên Thái Lan và toàn đội là điều chỉnh Thái Lan làm sao tốt nhất, sẵn sàng trước khi bước vào giải đấu. Bản thân tôi với tư cách là đại diện của AFT, tôi xin cảm ơn các câu lạc bộ đã cho phép những cầu thủ này hội quân. Tôi tin rằng tất cả những cầu thủ được triệu tập sẽ có tài năng đem lại thành quả tốt nhất cho đất nước. Đây là sân chơi lớn và tốt cho các cầu thủ trẻ. Nó sẽ giúp ích cho U23 Thái Lan trong việc tuyển chọn cầu thủ và nâng cao vị thế ở AFC cũng như chuẩn bị tốt cho ASEAN. Không chỉ quan chức, báo chí Thái Lan cũng đã quyết định ăn thua với Việt Nam. Tờ Siam Sport cho biết, hãy chờ đợi và cổ vũ, một giai đoạn nữa của U23 Thái Lan đang tới, tiến về Olympic 2024. Chạy nòng biết bao nhiêu, thậm chí là rơi nước mắt khi chúng ta chỉ có được tấm huy chương bạc tại SEA Games trên đất Campuchia. Chúng ta đã có 3 kỳ SEA Games liên tiếp không đạt được huy chương vàng. Những dòng cảm thán Siam Sport viết, dù thất vọng và buồn lắm nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi. Giờ đây mục tiêu của U23 Thái Lan là hàng loạt các giải đấu kéo dài từ năm 2023 tới 2024. Mục tiêu cuối cùng của Thái Lan sẽ được chạy trên mặt sân cỏ Olympic 2024. Theo Siam Sport, hành trình cuối cùng của U23 Thái Lan sẽ là giải U23 Đông Nam Á. Tờ báo xứ sở chùa vàng đặt mục tiêu. Mục tiêu của chúng ta là phải có ngôi đầu bảng A rồi sau đó vô địch, như đã thua Việt Nam 0-1 ở chung kết năm đó. Sau đó, tờ báo Thái Lan cũng đã liệt kê các loạt mục tiêu của U23 Thái Lan. Vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ có 3,5 suất được chọn tại sân chơi Olympic 2024 và người Thái đang nhắm tới suất này. Tờ Siam Sport thậm chí đã cảnh báo đội nhà. Vẫn còn vài tháng nữa thì hành trình của Thái Lan mới bắt đầu, nhưng đừng chủ quan nếu không có kế hoạch trước, không tập trung nhiều cầu thủ giỏi để luyện tập cùng nhau, cơ hội chinh phục và mất đi tấm vé sẽ là rất lớn. Lời cảnh báo của Siam Sport không phải là không có cơ sở và ông Sritaro thì cũng đang lo lắng. Theo huấn luyện viên này, U23 Đông Nam Á 2023 Thái Lan khả năng chỉ có các cầu thủ chất lượng thuộc nhóm 3 hoặc là 5 vì những trụ cột khả năng không được câu lạc bộ nhà lên vì không phải trong đợt FIFA đây. Thực tế vài năm trở lại đây, giải bóng đá quốc nội Thái Lan cũng đã bất ổn và việc khan hiếm thành tích kinh tế của FAT khó khăn. Nó cũng đã gây tranh cãi với nhiều câu lạc bộ và liên đoàn bóng đá bị giãn nứt. Có không ít câu lạc bộ cũng đã phải công khai lên tiếng chỉ trích những kế hoạch điều phối giả và kế hoạch triệu tập nhân sự của FAT. Trong khi đó, tờ CNN Indo lại vừa có bài phân tích về giải đấu. Malaysia chung hoàn cảnh với Indo trong khi Thái Lan và Việt Nam đã sẵn sàng. Hãng truyền thông xứ sở Vạn Đạo cho biết U23 Việt Nam chính là đội có sự chuẩn bị tốt nhất trong giải đấu năm nay. Hãng thông tấn Indo nhận định U23 Việt Nam chính là đội có sự chuẩn bị tốt nhất. Họ đã có luyện tập từ rất sớm và từ giữa tháng 7. Ông Hoàng Anh Tuấn, cựu vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam được bổ nhiệm thay ông Chuse dẫn dắt U23 Việt Nam. Đội hình do ông Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt thì không có nhiều khác biệt so với đội hình U23 Việt Nam do huấn luyện viên Chuse trực tiếp huấn luyện để chuẩn bị cho vòng loại
tại mùa giải năm nay. U23 Việt Nam giống như Thái Lan có thể tổ chức huấn luyện với thời gian khá là dài. Hơn nữa, Việt Nam có thể sử dụng những nhân tố tốt nhất, gồm nhiều cầu thủ trẻ, nhưng U23 Việt Nam trong tay của ông Hoàng Anh Tuấn sở hữu khá nhiều kinh nghiệm thi đấu, đặc biệt vừa thử lửa ở giải U20 như là Khuất Văn Khang, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Trường, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhàn. Với quỹ thời gian chuẩn bị khá dài, lực lượng tương đối mạnh, cộng thêm việc cầm quân của ông Hoàng Anh Tuấn đã có rất nhiều kinh nghiệm, chắc chắn Việt Nam đang là ứng cử viên số 1 trong giải đấu năm nay. Tại giải U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng C có 3 đội. Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, 3 đội nhất của mỗi bảng đấu và đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ có một suất vào vòng sau. Gần như một tuần hội quân và tập luyện vào đầu tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ, đội tuyển U23 Việt Nam gần như có đủ quân số và bước vào giải đấu. Hôm ngày 10 tháng 8, thầy trò ông Tuấn cũng đã có trận tái đấu với quân xanh U21 Hà Nội với tỷ số hòa 2-2. Nhiều cơ hội thi đấu thì sẽ trao cho tất cả các cầu thủ như Quốc Việt, Đức Việt, Minh Quang. Ban huấn luyện U23 Việt Nam phần nào đánh giá được năng lực chuyên môn. Đánh giá kết quả, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng tôi thử nghiệm đội hình, nhân sự và thấy được nhiều vấn đề trong thời gian do không được tập trung đầy đủ nhân sự và tôi đang muốn kiểm tra xem là thể trạng của các học trò như thế nào, sau đó mới tính tiếp. Tôi hài lòng khi các cầu thủ thể hiện tốt tinh thần. Tôi nghĩ rằng những cầu thủ đó thì đều có kinh nghiệm và đang thi đấu tại V-League như giải hạng nhất, nên rất khó hòa nhập. Tôi chỉ lo lắng một chút vì đây là giai đoạn cuối của mùa giải. Tình trạng thể lực của các cầu thủ có thể đi xuống, ban huấn luyện sẽ phải kiểm tra và đánh giá kỹ. Phong độ của cầu thủ cũng sẽ là yếu tố quyết định lựa chọn tới đội hình của U23 Việt Nam. Trên ra, người Khánh Hòa cũng đã nhận định về thực lực có nhiều cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng sự không đồng đều ở mặt chuyên môn, phong độ giữa các cầu thủ cũng không quan trọng bằng việc họ nắm được triết lý và cách vận hành chiến thuật. Sau này, nếu có cơ hội lên U23 thi đấu giải châu Á thì họ sẽ thích nghi nhanh hơn, ông cho biết. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một trận đấu giao hữu với Bahrain vào ngày 15 tháng 8. Đây cũng là cơ hội cho cầu thủ tập trung muộn nhất thể hiện khả năng cho ông Tuấn để chốt danh sách chính thức, gồm 23 cầu thủ giao quân gặp Lào tại vòng bảng vô địch U23 Đông Nam Á 2023.